Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài học số 75. Trong bài học số 75, chúng ta sẽ cùng nhau làm một món đồ uống cực kỳ nổi tiếng. Đó có tên là Mojito Cocktail. Là một loại đồ uống được ra đời từ cuối thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16. Để làm được loại đồ uống này, chúng ta cần những nguyên liệu sau. Nguyên liệu bao gồm rượu rum, siro mojito, đường nước, đường vàng, chanh, soda, húng bạc hà và đá bi. Ngoài nguyên liệu, chúng ta cần một số những dụng cụ cơ bản để làm đồ uống này. Các bạn cần một cái ly ống thật cao, dụng cụ đong rượu, dụng cụ vắt chanh, chày nhựa, chày để dần. Sau khi các bạn đã có được nguyên liệu và dụng cụ, chúng ta cần trải qua 5 bước thao tác để thực hiện loại đồ uống này. Bước đầu tiên, các bạn sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Toàn bộ nguyên liệu các bạn được đặt trên mặt bàn. Tiếp theo, các bạn sẽ dầm chanh và đường vàng. Các bạn lưu ý trong quá trình dầm chanh và đường vàng, các bạn sẽ dầm trực tiếp vào trong cái ly của khách. Sau khi dầm chanh và đường vàng, các bạn tiến hành bước tiếp theo. Đó là chúng ta đong toàn bộ nguyên liệu bao gồm đường, nước và siro, lá bạc hà. Các bạn cho vào trong, lại tiếp tục dầm lần thứ hai. Vậy là chúng ta còn hai giai đoạn dầm. Lần đầu tiên dầm chanh, đường vàng. Lần thứ hai các bạn tiếp tục dầm húng bạc hà, đường nước và siro mojito. Sau khi các bạn dầm húng bạc hà, siro mojito và đường nước lẫn trong chanh và đường vàng, chúng ta sẽ cho đá vào. Bạn tiếp tục dầm lần thứ ba. Trong quá trình pha chế đồ uống này, chúng ta cần ít nhất là 3 giai đoạn dầm. Giai đoạn đầu tiên là dầm chanh và đường vàng. Giai đoạn thứ hai là dầm toàn bộ chanh, đường vàng và tất cả nguyên liệu khác trừ rượu. Sau khi bạn dầm xong, chúng ta cho rượu rum. Cuối cùng là chúng ta làm đầy bằng soda. Trải qua 5 bước thao tác, nó khá là phức tạp. Nói nhiều khi chúng ta chưa rõ những quy trình, bởi vì nó có rất nhiều đồ, có rất nhiều nguyên liệu nhỏ. Sau đây thì chúng ta sẽ làm từng bước một, như vậy các bạn sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Và chúng ta bắt đầu làm bước đầu tiên. Bước đầu tiên là sau khi đã chuẩn bị nguyên liệu, chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai, đó là dầm chanh và đường vàng. Chúng ta cùng bắt đầu. Các bạn lưu ý trong quá trình mình chuẩn bị phần chanh, bổ mứa cau. Các bạn cần bổ mứa cau vì như vậy lát chanh sẽ có nhiều lớp vỏ hơn, thì ly đồ uống của chúng ta sẽ thơm hơn. Trong quá trình trước khi các bạn dầm thì các bạn lưu ý cần phải gạt hết cái hạt chanh ra. Sau khi các bạn đã dầm được đường vàng và chanh bổ cong, chúng ta tiến hành đến phần tiếp theo, đó là đong toàn bộ nguyên liệu bao gồm đường nước, chanh và siro mojito vào trong cốc. Sau khi các bạn đã đong, đầu tiên chúng ta biết rồi, thao tác chúng ta dầm chanh với đường vàng. Sau khi dầm chanh đường vàng xong, các bạn đong nguyên liệu bao gồm đường nước và siro mojito, các bạn cho vào cốc trực tiếp. Tiếp theo các bạn sẽ dùng lá bạc hà vỏ và đưa vào trong cốc. Sau khi các bạn dầm lá bạc hà, chúng ta sẽ cho đá vào và dầm mạnh một lần nữa. Các bạn lưu ý nhé, chúng ta cần phải dùng thìa ba. Sau khi lá bạc hà được xé bởi những viên đá, chúng ta sẽ
cho phần rượu vào. Các bạn lưu ý trong quá trình pha chế một loại đồ cocktail, các bạn nên có một số những thao tác làm sao cho đẹp mắt. Ví dụ chúng ta có thể tung một vài thao tác tung chai như này hoặc là như thế nào đó để các bạn rót trông nó đẹp hơn. Ok. Sau đây thì tôi sẽ thực hành một kỹ thuật tung chai đơn giản thôi. Các bạn cầm bên trái, chắc tay bên trái các bạn tung sang bên phải để chúng ta có thể rót. Các bạn bắt đầu nhé. Các bạn nhìn nhé. Tôi cầm này. Các bạn thấy không? Rất dễ. Đấy. Rất dễ, chúng ta có thể rót theo kiểu như vậy cũng được. Các bạn nhìn nhé. Để trả chai, chúng ta không trả như này, mà bắt buộc bạn phải trả về thao tác lúc đầu đó. Các bạn phải nhớ là như này. Đấy. Các bạn trả đứng. Đấy. Nếu như chúng ta cần như này, à, chúng ta thả như này thì nó đơn giản đó. Các bạn cần thêm một số cái phải là quan sát không gian để vẩy làm sao cho nó trở lại đúng cái trạng thái mà không bị đổ vỡ. Đấy. Sau khi bạn đã cho được, sau các bạn đã cho rượu vào thì đây là gần như bước cuối cùng. Các bạn chỉ cần cuối cùng là chúng ta chỉ cần làm đầy bằng soda, trang trí là phục vụ khách. Về phần rót soda, tôi cũng nói như các bạn đã biết, đây là một trong những loại đồ uống cực kỳ là nổi tiếng, phải nói là đồ uống kinh điển, cốc tay kinh điển, nên các bạn cũng phải có những thao tác làm sao cho nó kinh điển. Ví dụ chúng ta không rót thường như này đúng không, các bạn không rót như vậy, mà chúng ta nên có một cái thao tác như là tôi vẫn hướng dẫn các bạn, đó là kỹ thuật rót phẳng để nhìn trông nó sinh động hơn. Như bạn đã biết, mojito thì chúng ta có thể sử dụng đúng cái thìa ba spoon ba để chúng ta trang trí. Tuy nhiên thì là một đồ uống được phát hiện cuối những thế kỷ thứ 15 đầu thế kỷ thứ 16 ở Cuba, và Cuba nổi tiếng về mía đường, và mía cũng là một loại nguyên liệu cơ bản để sản xuất ra rượu rum, nên là chúng ta cũng phải cài một thanh mía vào ly cocktail này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quá trình làm ra một loại đồ uống rất nổi tiếng có tên là mojito cocktail. Đây là một loại đồ uống rất nổi tiếng, như chúng tôi luôn nói từ lúc đầu, được phát hiện ra vào những năm 1956 tại Cuba vào đầu thế kỷ thứ 16. Là một loại đồ uống được kết hợp từ rượu rum, soda, nước chanh và lá bạc hà. Nên đây là một loại đồ uống các bạn uống sẽ thấy cái vị nó the the, nhẹ nhàng, thanh thanh, rất đặc trưng của một loại đồ uống mojito. Và tôi cần nhấn mạnh các bạn một chút, đó là tại sao chúng ta không gọi là mojito mà chúng ta phải gọi là mojito. Bởi vì đây là một loại đồ uống có tên bắt nguồn từ mojo, mà mojo thì là một loại đồ uống được người Cuba, người dân bản địa, và đặc biệt là những người nô lệ, những người nông dân của Cuba, quá trình uống thì họ sẽ dùng họ bắt nguồn từ mojo. Mojo là từ mật mía, và từ mojito như chúng ta đang gọi đây là chúng ta nói một chút về cái cách nói của người Tây Ban Nha và người châu Mỹ. Và thường thì chúng ta sẽ quen gọi là mojito, nhưng mà tên thật của nó đọc là mojito. Tuy nhiên thì các bạn có thể đọc là mojito để người châu người ta quen, người ta biết cũng được, hoặc là chúng ta gọi là mojito cũng được. Thì đôi khi ở Việt Nam chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết hơn. Vậy là chúng tôi nói cách gọi chuẩn chúng ta phải gọi bằng mojito. Đôi khi các bạn gọi thì mojito cũng được, nhưng đó là các bạn sử dụng trong ngôn ngữ ở Việt Nam thôi. Các bạn lưu như vậy. Và như các bạn đã biết, sau khi chúng ta có nguyên liệu và trải qua 5 bước thao tác, thì cuối cùng chúng ta đã có một sản phẩm, một ly cocktail mojito cực nổi tiếng trên toàn cầu. Chúc bạn thành công.